Chào các bạn, hôm nay hãy cùng Tuyết Cập Cập là một món tráng miệng rất là thơm ngon và hấp dẫn mới lạ. Đó là món bánh lăng rau câu. Làm sao để cho cái bánh lăng của mình mềm mịn, không bị tanh, không bị rỗ và không bị tách lớp với rau câu? Thì hãy cùng Tuyết Cập Cập thực hiện nha. Thì thành phần mình sẽ có 3 bịch sữa tươi không đường, 7 quả trứng gà ta, 200g sữa đặc, đường và nước. Mình sử dụng 7 quả trứng gà, thì trong đó có 5 quả trứng nguyên quả và 2 cái lòng đỏ trứng. Tuyết tách theo từng chén để có quả trứng nào bị hư thì mình bỏ kịp thời, không bị ảnh hưởng tới những quả khác. Khúc này là Tuyết lấy 2 cái lòng đỏ nè, mình sang qua sang lại, như vậy thì sẽ tách hoàn toàn luôn. Rồi mình sẽ đánh đều lên để chút nữa khi mà hấp bánh lăng của mình nó sẽ không bị tanh. Sử dụng 3 bịch sữa tươi không đường, nấu lên cho ấm, thêm vào sữa đặc, quậy cho tan để không bị dính dưới đáy nồi. Khi mà phần sữa của mình nó khoảng 50 độ và khói bốc lên như vậy là đã đạt rồi nè. Mình đổ vào cái phần trứng mới nãy, vừa đổ vừa quậy đều để cho trứng không bị chín. Sau đó mình rây lại 2 lần để cho chút nữa bánh lăng của mình không bị rỗ và rất là mịn luôn á. Đây là lần thứ 2 nè. Mình hớt bớt mấy cái bọt ở trên nha. Bây giờ là Tuyết sẽ thắng đường caramel, mình sẽ đổ hết cái phần đường 120g và thêm vào đó 2 muỗng nước cho đường tan. Khi mà đường sắp chuyển qua màu cánh gián như vậy á, mình sẽ để lửa nhỏ nhỏ thôi. Đó, chuyển qua màu cánh gián rồi mình sẽ đổ hết cái phần nước còn lại vào. Quậy cho tan kẹo kẹo. Mình múc ra tô khoảng tầm nửa muỗng cà phê trên một hũ là được. Nếu mà nhiều quá thì sẽ khi mình hấp cái bánh lăng á, nước nó sẽ tràn lên và khiến cái bánh lăng của mình bị rỗ, nên đổ nhiều quá cũng không tốt nha. Khi đường nguội nguội rồi, mình bắt đầu mình đổ cái phần trứng của mình vào, trứng sữa mới nãy á. Mình đổ khoảng tầm nửa hũ là được rồi. Tại chút mình sẽ đổ thêm rau câu nữa. Mình đậy nắp hết tất cả lại để chút chuẩn bị đi hấp. Mình chuẩn bị một nồi nước. Lưu ý là nước chỉ sôi lăn tăn thôi nha. Nó chỉ hơi lăn tăn thôi, nếu mà nước sôi quá thì sẽ khiến cái bánh răng của mình nó bị rỗ. Mình hấp tầm 20 phút. Sau đó mình lấy một hũ ra để mình thử trước. Mình lấy cái tăm á, mình xăm vào. Nếu mà cái phần trứng nó không còn dính trên tăm nữa là bánh lăng của mình đã chín rồi nè. Rất là mềm mịn luôn á. Để mình lấy ra, rồi chuẩn bị cái phần rau câu thôi. Thành phần rau câu thì Tuyết sẽ có một gói rau câu giòn, nước thanh long, đường, hoa đậu biếc, nước cốt dừa, sữa đặc và nước. Đầu tiên mình sẽ ngâm cái phần bột rau câu với nước khoảng tầm nửa tiếng. Mình bắt lên bếp để lửa vừa vừa và mình quậy cho đều cho tan hết cái rau câu. Khi gần sôi rồi á, mình sẽ dằn thêm một xíu muối và 175g đường.
Rau câu sôi được 15 phút thì mình sẽ chia ra làm 2 phần, mỗi phần 600ml. Phần này mình sẽ thêm vào nước cốt dừa 350g và 100g sữa đặc. Lưu ý là cái phần nước cốt dừa này mình nấu cho hơi nóng nóng như vậy thôi là mình tắt bếp. Mình đừng để sôi bùng lên, bởi vì nước cốt dừa nó sẽ bị tách lớp khi mà nấu quá sôi. Còn 600ml rau câu còn lại mình sẽ chia làm 2 phần. Một phần để mình nấu với hoa đậu biếc và một phần mình nấu với lại nước cốt thanh long. Cái phần hoa đậu biếc với nước cốt thanh long này mình nấu trên bếp để cho rau câu của mình luôn được nóng nha. Rồi cái phần bánh lăng mình sẽ rạch một số cái đường á, để khi mình đổ rau câu vào nó không có bị tách lớp. Mình đổ cái phần hoa đậu biếc và nước cốt thanh long trước. Lưu ý giùm tí chỗ này nha, là nước hoa đậu biếc và nước cốt thanh long phải thiệt là nóng. Còn cái phần nước cốt dừa của mình sẽ để hơi nguội nguội ấm ấm, để nó được nổi lên trên và nó tách ra cái lớp hoa đậu biếc và nước thanh long. Sau đó mình sẽ bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh tầm 3 tiếng là mình có thể lấy ra sử dụng được rồi. Caramel màu lên rất đẹp. Bánh lăng thì không bị rỗ, mềm mịn và ăn không tanh tí nào hết á. Mình lấy thử mấy cái hình trái tim ra nè. Không bị tách lớp tí nào nha cả nhà. Đó, tôi cắt thử một cái ở bên trong cho cả nhà xem nè. Rất mịn và kết nối luôn á. Đây là một trong những món tráng miệng mà ngon nhất từ trước đến giờ tôi đã từng thử á. Thì cả nhà hãy làm thử một lần nha. Chúc cả nhà làm thành công.